Vâng, em chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay em hãy lên sóng cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe phải nói là siêu mới luôn các nhá. Các bác nhìn đây, tất cả những phần vân gỗ này là nguyên bản hết của nhà máy này, các bác nhìn đây ạ, nó còn mới leng keng luôn rồi nhá. Và tất cả đây những cái phần này nhá, những chi tiết này đó, coi như là chủ xe họ độ thêm đó, làm cho con xe hoa văn nhìn nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Phải nói là một mẫu xe các bác nhá, một siêu phẩm đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Để mà các bác tìm được cái mẫu xe nào cùng đời như cái mẫu xe này đây, tôi thực sự các bác là để mà nó mới, nó còn đẹp, nó còn zin như thế này, nó thực sự các bác là quá hiếm luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn đây, tất cả đây những phần táp ly đây, các bác nhìn đây, nó mới thôi, thực sự các bác là đến khi bên em đến xem xe của chủ xe này, tôi thực sự các bác là phải ngỡ ngàng luôn. Tại vì sao? Cái độ mới của nó nhá, cái độ mới của nó đây, nó thực sự các bác là quá mới luôn. Đó. Hầu như là chủ xe là không đi mới luôn rồi nhá. Đó, đây các bác nhìn đây, tất cả đây những phần táp ly đây, em sẽ quay chi tiết cái phần nội thất trước coi nhá, rồi sau đó em sẽ quay tổng thành bên ngoài cho các bác xem chi tiết cái mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc này. Các bác nhìn đây, tất cả đây nhưng zin từng con ốc này, các bác nhìn đây, tất cả những phần trong này đây, những con ốc này zin hết này, sơn zin 100% luôn. Những cái phần trong này đây, các bác nhìn đây, những phần trong này đây coi nhá, là sơn zin 100% luôn. Những phần con ốc còn nguyên bản sơn nhà máy đây, đánh dấu đây. Và tất cả đây các bác nhìn đây, đó, từ phần những cái phần này nó còn mới này, sơn này, đánh dấu này, tất cả đây những con ốc này zin hết này. Xe đâu thực sự các bác là một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Và đây các bác nhìn đây, tất cả nhá những cái phần kè chắn chắn lắng ở đây, các bác nhìn đây, những cái phần này đây còn chưa cả tháo cái vải bóng hay sao nhá. Đấy, nó có zin mức độ này cơ mà, các bác nhìn đây, có con xe nào nó còn zin như thế này không ạ? Đó, đây bên này đây, những cái vải bóng này nhá là nguyên bản từ lúc mua xe mới luôn, từ lúc mua xe mới từ nhà máy luôn, mà chủ xe còn vẫn chưa có bóc này ra. Các bác phải biết là chủ xe trước đây họ cẩn thận đến mức độ nào đấy. Thực sự các bác là xe còn quá mới luôn. Em sẽ quay rất là chi tiết cho các bác xem cái mẫu xe này nhá các bác nhá. Các bác nhìn đây, ghế lỉ đây các bác nhá, ghế lỉ là ghế lỉ nguyên bản từ mới luôn, nó từ lúc bắt đầu mua xe mới luôn rồi nhá, mà nó còn đẹp như thế này. Trần đây các nhá, trần lỉ nguyên bản mới cứng luôn, và chủ xe đã bọc thêm một cái lớp ly lông bên ngoài đây, còn bên trong các bác nhìn rõ chưa? Đó, em sẽ quay rất là chi tiết luôn. Và đây các bác nhìn đây, tất cả những phần nhựa đây, đó, nó còn rất là mới này, các bác nhìn đây, từng những chi tiết này các nhá, đó, những cái phần chi tiết này, người ngồi đằng sau này là hay ấy, chẳng may ấy, chân ở đây nó hay bị xước như chỗ này các nhá, nhưng mà đây các bác nhìn đây, nó có xước thế nào không ạ? Quá mới luôn các bác nhá. Vùng điều hòa thứ hai đây, đằng sau đây các nhá, đó, cánh cửa đây các nhá, cánh cửa đây, tất cả đây những phần này là sơn zin hết này các nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe Chevrolet Orlando các nhá, Orlando đó, được sản xuất năm 2017 và lăn bánh lăn đầu năm 2018 các nhá. Đó, một mẫu xe phải nói là siêu mới luôn, Chevrolet Orlando các nhá, đó, rất là mới luôn, đẹp xuất sắc luôn các nhá. Khi bên em đến xem cái mẫu xe này, tôi thực sự bác là phải ngỡ ngàng trước cái độ mới của cái con xe này các nhá, thực sự không tin nổi luôn, nó còn mới như này các nhá, quá mới luôn các nhá. Em sẽ quay chi tiết cái phần nội thất tổng thành bên trong trước cho bác xem cái phần. Đây, có nhìn đây, tất cả đây có mới không ạ? Các bác nhìn đây có mới không ạ? Tất cả đây những phần này không một vết xước luôn, nguyên bản hết các nhá. Đó, những phần này là hơi bẩn một tí thôi, rửa là sạch thôi các nhá. Quá mới luôn các bác. Đây, các bác nhìn đây, hàng ghế thứ ba đây các nhá, 7 chỗ ngồi các nhá, 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ ba đây. Đó, khi các bác không có người ngồi, các bác có thể hạ xuống như thế này các nhá. Đó, xe còn mới kinh khủng luôn, các bác nhìn đây, rất là mới đây, tất cả đây những phần lỉ đây phải nói là mới, phải nói là đẹp xuất sắc luôn rồi nhá. Nó không phải là em nói quá mức độ đâu, nhưng mà phải nói thực sự bác là đến xem cái mẫu xe này, thực sự bác là không thể tin vào bắt mình tại sao nó còn mới như này các nhá. Đó, và đây các bác nhìn đây, những phần nhựa này nguyên bản hết này, mới leng keng luôn này, các bác nhìn này, mới này, xe là zin đét các bác nhá, keo chỉ zin cả xe, máy con này thì miễn bàn luôn các bác nhá. Đó, máy lổ cực êm luôn. Đây em cho hàng ghế thứ ba lên đây, các bác nhìn đây, hàng ghế thứ ba đây,
tất cả đây mới lắm các bạn ạ, thực sự bác đẹp xuất sắc luôn rồi nhá. Đây hàng ghế thứ ba các nhá. Đó. Và đây em sẽ quay từng chi tiết một. Dạ vâng, xe được trang bị tất cả là gương kính chỉnh điện các bác nhá, gương gập điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ hết các bác nhá. Đó. Âm thanh cực kỳ hay luôn và được trang bị hai vùng điều hòa trước sau các bác nhá. Ghế lỉ là nguyên bản luôn này. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất ở bên em thường xuyên cập nhật nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang các bác nhé. Tất cả xe em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đâm đụng, không ngập nước các bác nhé. Nên các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm ạ. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nào nó thực sự đẹp các bác nhé, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào nhé. Những mẫu xe lỗi là bên em không có nhập nhé. Đó, đây là phần tí nước thôi các nhá. Đó, đây ạ. Tất cả đây nó mới không ạ? Em quay rất là sát để chi tiết cho bác xem này. Nó mới không ạ? Quá mới luôn. Các bác nhìn đây. Tất cả những cánh cửa này nó mới đều như nhau hết luôn các nhá. Đây là những cái phần này là zin 100% luôn này. Các bác nhìn này. Các bác xem đây. Tất cả những phần keo chỉ đây, ốc này, sơn nhà máy nguyên bản luôn. Quá đẹp trọt mẫu xe. Các bác nhìn đây. Thực sự bác là cực kỳ đẹp luôn rồi nhá. Dạ vâng, mẫu xe này bên em chào bán được giá là cũng cực kỳ hợp lý cho các bác thôi. Chỉ có 397 triệu thôi nhá, 397 triệu thôi ạ. Các bác nhìn đây. Tất cả những phần này đây, bậc lên xuống, hai lên xuống lên mà nó còn đẹp như thế này các bác nhìn đây. Đó, đây, chi tiết một này em quay này. Đó, rất là mới luôn. Các bác nhìn đây ạ. Đúng không ạ? Một mẫu xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Mỹ nhá. Đó, đến từ thương hiệu của Mỹ. Các bác nhìn này. Dạ vâng, bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc các bác nhá. Đó, các bác ở trong Bắc, các bác ngoài Bắc này, các bác ở miền Trung này, miền Nam này, miền Tây này các bác nhá. Đó, miền Nam này thì các bác là muốn vận chuyển thì các bác thêm phí vận chuyển cho em các bác nhá. Đó, các bác thêm phí vận chuyển cho em ạ. Thì em vận chuyển cho các bác. Đó. Nói chung là giá cả bên em đưa ra là cái giá này là giá em bao rút hồ sơ cho các bác. Đó. Còn vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Đó. Nói chung là giá cả là em vẫn thương lượng bớt được chút ít cho các bác. Đó. Tất cả đây. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản này. Các bác nhìn đây ạ. Đầy đủ hết này. Những cái phần này đây. Có mới không ạ? Các bác nhìn đây ạ. Đó, đây nhá các bác nhá. Tất cả đây. Các bác nhìn đây. Những cái chi tiết này người ta hay ấn này, nhưng mà nó còn mới này cơ mà. Đây những cái phần này độ đây coi nhá. Đây ạ, à, những cái phần vân chỉ ở đây độ thêm. Đó, âm thanh vũ trường luôn, cực kỳ hay. Các bác xem đây. Quá mới luôn. Mà chỉ có 397 triệu thôi các bác nhá. Đời rất là cao, 2017 và đăng ký năm 2018 các bác nhá. Đó. Những cái phần này đây hay ấn đây mà nó còn mới thế này cơ mà. Các bác nhìn đi ạ. Keo chỉ là zin cả xe các bác nhá. Đó, máy thì miễn chê rồi. Từ phần vô lăng đây, vô lăng tích hợp bàn phím này. Các bác nhìn đây, các bác nhìn cái vô lăng đã biết rồi đúng không ạ? Các bác nhìn cái vô lăng đã biết là nó mới thế nào rồi đúng không ạ? Đó. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trên số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các nhá. Sau đây em sẽ quay chi tiết cái phần bên bên ngoài cho các bác xem coi nhá. Đây ạ, để em lấy thì khóa coi nhá. Thì em sẽ lổ máy luôn cho các bác coi nhá. Nói chung là mẫu xe là cực kỳ mới rồi coi nhá. Đó, rất là mới luôn ạ. Ở đây. Quá mới luôn, các bác nhìn này ạ. Em sẽ đóng cái mấy cánh cửa này vào nhá. Để em cho các bác xem cái form dáng xe đúng không ạ? Đó, cho các bác xem cái form dáng xe. Đây. Đây em sẽ đóng hết cánh cửa vào để cho các bác cảm nhận xe nó đẹp đến mức độ nào các nhá.
Quá đẹp luôn ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn đây, form dáng rất là đẹp luôn. Các bác nhìn bên ngoài nó có mới không ạ? Đó, quá mới luôn. Trang bị la răng đúc kìa, các bác đầy đủ hết các nhá. Đó, xe nhang tích hợp trên gương. Tất cả đây những phần mắt đèn đây, các bác nhìn đây. Mới nguyên bản luôn này, siêu sáng luôn. Tất cả những phần mạng cực, những phần logo này, những cái phần này đây, nó mới không ạ? Đó, nhiều con xe là những chi tiết này nó sẽ cũ theo thời gian rồi, nhưng mà đây nó mới thế nào ạ? Đúng không ạ? Đây ạ. Xe nhang tích hợp trên gương đầy đủ hết. Form dáng rất là đẹp đúng không ạ? Các bác nhìn này, form dáng đây rất là đẹp luôn. Và đây đằng sau nữa các bác nhìn đây, từ những phần đèn kia có nhìn chưa? Có đẹp không ạ? Đấy, quá đẹp luôn. Buổi tối ra ngoài đi rất là lấp lánh luôn, các bác nhìn rất là đẹp luôn coi nhá. Đó, đi ra ngoài đường thì sự bác cái form dáng này các bác nhìn đây, quá đẹp. Đúng không ạ? Không có cái gì để chê cái mẫu xe này rồi coi nhá. Đăng kiểm này còn khá dài cơ các nhìn này. Đăng kiểm đến tận tháng 4 2022 các nhá. Đó. Sau đây em sẽ lổ phần khoang máy động cơ cho các bác xem nhá. Đây ạ, em lổ máy luôn. Âm thanh của cái dòng này cũng rất là hay các nhá, âm thanh cực kỳ vũ trường luôn. Đây các nhìn đây, phần gương gập điện này, các nhìn này. Đó, đầy đủ hết này. Các bác nhá. Đó, bên này cũng vậy này. Đầy đủ hết. Rất là mượt mà luôn các bạn ạ. Đó. Em tắt nhạc đi. Để em cho bác xem cái phần khoang máy. Âm thanh thì vũ trường các bác nhá, âm thanh rất là hay luôn ạ. Kính lên xuống rất là ngọt ngào, rất là mượt mà luôn. Chỉ có 397 triệu thôi, các bác nghe tiếng máy chưa? Rất là êm này. Các bác đây, máy là thực sự các bác là máy thì con này thì xe này thì không phải bàn rồi. Tại vì nó thực sự các bác là nó mới như trong hãng luôn. Đó, nói chung là nếu mà lời nói trong hãng thì hơi quá, nhưng mà thực sự các bác là chủ xe hầu như là không đi luôn nhá. Ít đi lắm, rất là ít đi, nên là xe nó còn cực kỳ mới luôn các nhá. Đó, nếu mà để so với xe ở trong hãng thực sự các bác là thì không thể bằng một cái xe mới cứng được đúng không ạ? Nhưng mà đây, nhưng mà nó mới, nó thực sự bác là nó mới thì không thể tả là thế nào được các nhá. Nó rất là mới luôn các nhá. Máy thì đây, lổ rất là êm luôn các nhá. Đó. Chủ xe thì điện bảo bên em là lên mua xe này các nhá. Thì chủ xe bảo là nó thực sự bác các cháu là xe nó mới. Hầu như là như trong hãng luôn, như bắt đầu lấy xe mới luôn các nhá. Họ lên được sự bác là ngỡ ngàng luôn cái mẫu xe này. Đây các bác nghe, máy lổ êm không ạ? Máy đang lổ đây các bác nhá. Quá êm luôn. Vâng, các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ cho em nhé. Một lần nữa Mi ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái chào. Tạm biệt các bác.